Chào mừng các chị đang đón xem kênh video của Cơ khí Việt. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm một video review chi tiết hơn về cách sử dụng chiếc máy tado điện CKV-M16 này. Hôm nay thì em sẽ đi chi tiết hơn về để hướng dẫn các anh chị cách để các anh chị có thể tado được một cú tado bất kỳ anh chị nhé. Em zoom máy lên cho các anh chị nhìn ạ. Hiện tại thì màn hình chính của máy thì đang có giao diện là ở chế độ là UDF. Đây là chế độ bất kỳ, chế độ ngẫu nhiên anh chị có thể là để tarot ấy ạ. Ở đây là UDF là chế độ ngẫu nhiên này, chế độ khách hàng ngẫu nhiên đấy ạ, tức là chế độ ngẫu nhiên mà chúng ta không chọn một cái bức gen mặc định nào của máy cả. Chúng ta để chế độ auto, ấn một lần và chúng ta chuyển đến chế độ bằng tay là manual. Đó. Thì ở đây thì ở phía dưới này chúng ta có thể tính là tapping speed là tốc độ quay khi chúng ta gia công đi xuống đấy ạ, gia công xuống và ăn vào phôi đấy ạ. Exit speed là tốc độ rút lên của mũi tarot. Depth là chiều sâu gia công của cái lỗ mà chúng ta cần tarot. Pitch thì nó là cái bức ren mà chúng ta cần tarot đấy ạ. Thì ở đây thì nếu như chúng ta muốn thay đổi ấy, thì chúng ta có thể là ấn vào đấy một lần và thay đổi ạ. Ví dụ em muốn đổi tốc độ gia công đi xuống này, em ấn đây, em đổi là 200 chẳng hạn này. Đó, nó sẽ đổi thành 200. Có vẻ như hơi mờ. Có vẻ như camera của chúng ta hơi mờ. Mở quá rồi. Đấy. Một số 2 thì nó là tốc độ rút lên ạ. Em có thể đổi từ 160 chẳng hạn. 160 này. Ok. Một số 3 là chiều sâu gia công, em có thể đổi thành 10 chẳng hạn này. Ok này. Đó. Ok, sau khi lập trình xong anh chị thoát ra cho em. Thì trong này chúng ta có thấy thông số nó thay đổi rồi đấy ạ. Tốc độ gia công xuống này, tốc độ nhấc mũi tarô lên này, chiều sâu gia công của lỗ chúng ta gia công này. Đó. Mục phát này là gia công nhanh, chúng ta để mặc định. Nếu chúng ta muốn tarot chậm, chúng ta ấn vào nút đây, ấn vào phát một lần thì máy sẽ đổi sang thành slow, là chế độ gia công chậm, thì nó tự động chiết lưu xuống thành gia công chậm đấy ạ. Chiều sâu vẫn giữ nguyên nhưng mà tốc độ xuống và tốc độ rút lên của máy sẽ chậm hơn bình thường đấy ạ. Đó, em ấn một lần nữa để đổi thành fast. Thực tế thì chúng ta gia công thì mục exit chúng ta sẽ để nhanh hơn là mục gia công xuống mà chúng ta nhấc lên sẽ nhanh hơn, mà chúng ta có thể để 300 cũng được. Chúng ta thoát ạ. Thì đây là chế độ mà chúng ta gia công lỗ bằng tay manual. Sau khi nhập trình xong tất cả thông số của chúng ta rồi, đó, thì chúng ta ấn Start, ấn nút Start bên cạnh này. Đó. Đó, thì máy sẽ đi xuống tốc độ là 200 vòng quay trên 1 phút. Đó. Bây giờ đang đạt 26, 27, 28, 30 ly, 33 ly. Còn cái thoa bên dưới thì nó chính là cái lực moment xoắn của chúng ta đấy ạ. Ấn bên nút bên trên thì tôi sẽ nhấc mũi tarot lên nhanh hơn với tốc độ 300. Đó, nhanh hơn rất là nhiều đúng không ạ? Đấy, thì đây là chế độ mà chúng ta lập trình tarot bằng tay, chế độ manual bình thường. Chúng ta tạm thời chưa quan tâm đến tính năng ở phía bên dưới cho em nhé, ba tính năng bên dưới này. Muốn đổi bức ren tarot khác nhau, ví dụ như anh chị bây giờ có mũi tarot 8 á, mở 8, chúng ta ấn vào ren. Chúng ta chọn là metric system. Nó sẽ sổ ra các loại mũi tarot cho anh chị. Ví dụ chúng ta dùng M6, chúng ta sẽ chọn M6 cho em nhé. Đó, nó sẽ sổ ra thông tin của M6. Thì anh chị có thể tarot được ngay, dùng ngay mặc định thông số của máy để tarot luôn bây giờ cũng được. Hoặc là anh chị có thể thay đổi chiều sâu của lỗ này. Ví dụ lỗ chúng ta sâu tầm 30 ly đi, chúng ta nhập 30, ok. Đó, sau đó chúng ta ấn Start, máy sẽ chạy. Đó. Thế là chức năng manual thôi. Còn trường hợp chúng ta muốn gia công lỗ này bằng tính năng auto, chúng ta ấn vào manual một lần, nó đổi sang auto, chúng ta start. Đó, thì máy sẽ động chạy. Đó. Ở đây thì các anh chị để thông nhìn thấy là cái máy tarot chúng ta không tarot một lúc 30 ly luôn, mà chiếc máy đang tarot xuống 4 ly một, 4 ly tarot xong lại nhấc lên 1 ly và dậy xuống 4 ly một, cho đến khi nào đạt 30 ly thì máy mới rút lên. Thì phương pháp này sẽ dành cho những cái lỗ sâu của chúng ta mà muốn hạn chế cái ảnh hưởng đến tarot chúng ta có thể bị gãy, thì chúng ta có thể là làm phương pháp này. Còn với những lỗ nông ấy, thì chúng ta không nhất thiết phải dùng phương pháp tarot theo từng bước như vậy. Thì đây chính là tính năng vibration này. Nếu chúng ta để vibration tapping thì máy sẽ tarot xuống một bước xong lại nhấc lên, một bước xong lại nhấc lên. Còn trường hợp chúng ta muốn tarot lỗ nông mà chúng ta muốn tarot một lần mà xuyên suốt luôn, chúng ta sẽ chọn ấn lên một lần, máy sẽ đổi ra là normal tapping. Chúng ta ấn Start. Đấy, thì máy sẽ chạy mặc định luôn 30 ly xuống cho chúng ta. Chạy mặc định xuống 30 ly.
xuống định xuống 30 ly. Rồi sau đó nhấc lên ạ. Đó. Đó. Thì đấy là tính năng normal tapping và verberation tapping. Đây là tính năng mà taro lỗ thông hoặc là lỗ mà sâu đấy ạ. Cái thua này là tính năng mà em đã nói một lần video trước rồi, đó là tính năng tắt mở cái lực moment xoắn. Nếu chúng ta để trạng thái on ấy, thì khi mà mũi taro ở trạng thái quá tải thì máy động cơ servo sẽ ngắt cái chuẩn lực đó, thì chúng ta sẽ hạn chế được ảnh hưởng mũi taro, chúng ta không bị gãy. Còn trường hợp thì chúng ta tắt đi cho, thì cho dù là lực moment xoắn vượt quá cái mặc định của mũi taro, ví dụ như M6 chúng ta thì lực moment xoắn là 4.7 newton, thì nếu như giả sử như mà lực moment xoắn của mũi taro lúc đấy kẹt và vượt quá 4.7 thì mũi taro vẫn sẽ quay tiếp và có thể gây ra ảnh hưởng gãy mũi taro đó. Nhưng chúng ta nếu bật chức năng thu hòn lên thì khi lực moment xoắn đạt ngưỡng 4.7 thì máy sẽ tự động ngắt động cơ servo này đó. Đương nhiên là máy còn có chế độ ngắt ngắt chuẩn động lực bằng cái bộ choắc kẹp nữa, trường hợp phần cơ nữa, bởi vì máy có tính năng 2 trong 1 mà. Ngoài cắt mặc điện ra thì nếu khi quá tải bằng cơ thì nó cái bộ choắc kẹp thì nó cũng trượt, nhưng chúng ta cũng yên tâm là mũi taro chúng ta sẽ không thể nào gãy được đó. Nếu như chúng ta muốn chuyển đổi các loại taro khác nhau, chúng ta ấn vào mục taro ạ, xong mở bao nhiêu chúng ta chọn business system. Trong này nó sẽ có những loại mũi gen khác nhau, range 1/16, 3/32, 1/8 vân vân, 1/4 rồi 5/16, thì chúng ta sẽ chọn những mức gen phù hợp chúng ta loại gen phù hợp, em xin lỗi, đó, chọn loại gen phù hợp. Ví dụ như M10 chẳng hạn, chúng ta ấn vào M6 một lần, chúng ta chọn Matrix System, đổi sang M10 chẳng hạn. Đây là thông số M10, nó là bức gen 1.5, đó, chúng ta thấy chính xác rồi thì chúng ta có thể ấn Start Taro luôn. Và quan trọng nhất chúng ta vẫn phải lập trình chiều sâu của lỗ cho em ạ. Đó, với lỗ thông, với cái lỗ thông suốt ấy thì chúng ta có thể lập trình quá một chút cho an toàn cũng được, cho nó thoát hẳn lỗ. Còn với những cái lỗ mà chúng ta taro không thông suốt thì theo em thì chúng ta nên để cái thông số 7.5 này này. Ví dụ như lỗ chúng ta là sâu 8 thì chúng ta nên để chỉ là 7 thôi, hoặc là dưới 7. Chúng ta không để là 8, để là 8 thì mũi taro chúng ta sẽ bị chạm đáy ngay và có khả năng gây ra gãy mũi taro, tại vì lực tác động đột ngột mà. Thì chúng ta nên để cái thông số này nó nhỏ hơn cái thông số thực tế của cái lỗ sâu của chúng ta. Đó. Thì muốn nếu như muốn đây em đang taro được 2 lỗ thì được bộ đếm đang đếm là 2 này. Trường hợp nếu chúng ta mà muốn xóa cái số 2 đi về mặc định về 0 thì chúng ta bắt đầu tính lại lỗ taro từ đầu đấy ạ. Thì chúng ta ấn vào parameter này. Đấy. Chúng ta chuyển sang tab bên. Chúng ta chọn thông số 6 này, clear counter này. Chúng ta clear đi để cho mặc định nó sẽ trở về 0. Đấy, bộ đếm trở về 0. Đấy, trường hợp chúng ta taro gen phải chẳng hạn, chúng ta ấn parameter này. Chọn vào dòng rare. Đây. REV đấy thì nó sẽ đổi sang mặc định chúng ta sẽ là taro ren phải chứ không phải ren trái nữa. Cũng trở lại ren trái nó là parameter. Tắt nô tích này đi. REV thì chúng ta trở lại thì taro chúng ta sẽ trở lại ren phải. Ok, vừa rồi em vừa hướng dẫn anh chị các bước taro đơn giản nhất của chiếc máy taro điện CKV M16. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của Cơ Khí Việt. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào.